Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Thì mình là Trung đây. Hôm nay như đã hứa mình sẽ lên trước video chữa đề thi tài chính tiền tệ cho mọi người nhé. Giống như mình đã nói ở bữa trước, đây là mình sẽ chữa hai đề. Nhưng mà tuy nhiên nhá, dạo này mình hơi bận một chút cho nên mình chỉ chữa một đề thôi. Được không? Mọi người vào drive của mình ấy, trong môn tài chính tiền tệ thì mọi người sẽ thấy có đề này với cả một đề nữa đúng không? Thì mình sẽ chữa cái đề gần nhất. Đấy là năm 2023. Còn một đề nữa của năm 2022 ấy thì mọi người sẽ làm nhá. Form một giống y như thế này. Đấy, với cả bài tập nó cũng tương tự này thôi. Vâng, thì mình chữa xong, các bạn cũng sẽ làm được, đúng không? Rất là ok nhá. Rồi, thì về cấu trúc nhá, mình có thể nói một chút. Đấy là chúng ta sẽ có là gì? 6 điểm phần trắc nghiệm. Đấy, trắc nghiệm ta được 6 điểm rồi nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có 24 câu và được 6 điểm. Đấy, tức là 0,25 điểm một câu, được không? Đấy, cứ 4 câu ta được 1 điểm. Là dễ vậy thôi. Và sau đó ấy, chúng ta sẽ đến phần 2 la mã để trắc nghiệm có giải thích. Đấy, vẫn là trắc nghiệm thôi đúng không? Tuy nhiên chúng ta phải giải thích. Đấy, và phần này được 2 điểm, mỗi câu 1 điểm đúng không? Chúng ta hãy cho câu này. Đấy, làm ví dụ chúng ta chọn câu nào, chúng ta giải thích ra tại sao lại là câu ý. Đúng không? Rồi tính cái này ra, đấy, chúng ta giải thích tại sao là cái ý. Xong đến phần 3, để là trắc nghiệm có giải thích. Và đây cũng có 2 điểm đúng không? Mỗi câu 1 điểm, đấy tương tự như thế đúng không? Phần 2 và phần 3 các bạn nhớ cho mình, vẫn là trắc nghiệm, tuy nhiên có giải thích đúng không? Ta chọn chúng ta phải giải thích xem tại sao như thế. Và hơn này nữa, chúng ta có cả liên hệ nữa đúng không? Liên hệ thực tiễn đây. Còn thấy đúng không? Ok. Và ở đây bây giờ mình sẽ chữa cho mọi người cái phần một trước nhá. Đây là lựa chọn hoàn đúng thôi. Mà ấy, cái phần này mình đã nói, đấy là ấy, kiến thức của nó rất là rộng đúng không? Vì trắc nghiệm mà, thì kiến thức của nó rất là rộng. Cứ chương nào nó cũng có thể hỏi, đấy cụ thể mình sẽ chữa nhá. Và nó là kiến thức của chương nào thì mình sẽ nhắc lại cho mọi người. Cụ thể chúng ta đến câu 1 này. Hàng hóa của thị trường tài chính không bao gồm cái gì? Thì đây, chúng ta nói đến thị trường tài chính đúng không? Thị trường tài chính của chúng ta là ở chương 4. Thì bạn thấy là gì? Mình đã nói rồi, ở thị trường tài chính ấy, thì nó sẽ mua bán những công cụ tài chính. Đúng không? Những công cụ tài chính ở đây cụ thể là gì nhỉ? Trái phiếu này, hương phiếu này, hợp đồng kỳ hạn này, chứ làm gì có chip máy tính đâu đúng không? Chip máy tính thì đâu phải là thị trường tài chính, đúng chưa? Tài chính sẽ mua bán những cái giấy tờ có giá ấy, đại loại như vậy đúng không? Thì đây những cái trái phiếu này, hương phiếu này, rồi hợp đồng này, đúng không? Thì nó sẽ là hàng hóa của thị trường tài chính. Và đây người ta hỏi không bao gồm cái gì thì người ta chọn là chip máy tính đúng không? Không bao gồm chip máy tính. Tức là vậy thôi. Tiếp theo người ta đến câu 2. Giả định các yếu tố khác không đổi. Đấy, khi ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng sẽ như thế nào? Thì mọi người nhớ không? Ở cái video gần nhất đấy chúng ta đã làm trước bài tập của chương số 8 đúng không? Chương số 8 chương cuối đấy thì mình đã nói rồi, nó thường có 4 đến 5 câu. Cụ thể câu 2 này mình cũng đã cho vào cái phần cuối của cái chương 8 đúng không? Chúng ta chưa với nhau rồi. Đó, khi mà ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ trước bắt buộc thì chúng ta còn nhớ không? Tỷ lệ trước bắt buộc ấy sẽ có quan hệ gì? Ngược chiều. Đấy, ngược chiều cả MS. Đúng chưa? Thì bây giờ người ta bảo gì nhỉ? Khi ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ trước bắt buộc chắc chắn là MS tăng thôi đúng không? Bởi vì mình đã nói rồi, sự trước bắt buộc nó có mối hệ ngược chiều với cả cung tiền. Đấy, bây giờ người ta hỏi lượng cung tiền như nào, thế chẳng sẽ tăng thôi đúng không? Chúng ta chọn là D. Giờ dễ nhá, câu 2 ý D. Tại sao mình đã giải thích rồi. Ok, đơn giản vậy thôi. Tiếp theo đến câu 3. Ngân hàng Trung ương thực hiện chào mua giấy tờ có giá. Thì đây là gì? Đây cũng là một câu trong chương 8 đúng không? Chúng ta đã chưa vào nhau rồi đấy. Ngân hàng Trung ương thực hiện chào mua giấy tờ có giá trên nghĩa vụ thị trường mở thì sẽ làm tiền cơ sở như nào? Như mình đã nói rồi đúng không? Ngân hàng Trung ương mua, mua tức là bơm tiền cho nền kinh tế. Mình đã nói nhá, với ngân hàng Trung ương là mua là phải trả tiền. Mà ấy, ngân hàng trương mà trả tiền tức là bơm tiền lên nền kinh tế. Đấy, vậy làm cho tiền cơ sở làm sao? MB chúng ta tăng đúng không? MB tăng bởi vì bơm thêm nhiều tiền mà. Mua thì trả tiền nhiều hơn ra nền kinh tế thì tiền cơ sở chúng ta sẽ nhiều hơn. Đúng chưa? Tóm lại là MB tăng. Đấy, chắc chắn là tăng rồi nhá. Đầu tiên là tăng. Vậy chúng ta lại là ý C này. Đó, thì bây giờ tăng giảm giảm hay là tăng giảm tăng đây? Hai cái giữa đều là giảm rồi, ok. Cho xem cái cuối như nào. Và nguồn cung chứng khoán như nào thì mình đã nói rồi đấy. Ở trong chương 8 mình đã chưa mọi người câu này rồi. Đây là gì? Khi mà ngân hàng trung ương mua ấy, mua giấy tờ có giá thì bây giờ là ít giấy tờ có giá hơn đúng không? Ít chứng khoán hơn. Thì bây giờ là rõ ràng là nguồn cung sẽ giảm đúng không? Vì ngân hàng trung đã mua về rồi. Mua về thì cái nguồn cung tức là cái người bán ấy, bởi vì mình đã nói đúng không? Người bán người ta bán từng này. Nhưng mà ngân hàng trung ương mua một phần ở từng này chẳng hạn. Thì bây giờ có phải là nó ít đi không? Mất đi từng này rồi thì nó chỉ còn là phần dưới này thôi. Được chưa? Tức là nguồn cung chứng khoán đã giảm. Ok nhá. Xong, chúng ta câu 3 chuẩn bị B, rất là dễ thôi. Tiếp theo chúng ta đến câu 4. Thâm hụt ngân sách nhà nước có thể tài trợ bằng cái gì? Thì đây các bạn thấy nó hỏi ta kiến thức của chương 2 đúng không? Tài chính công á. Nghe nói đúng không? Chương 2 tài chính công. Thì đây là gì? Câu 1 này, đấy, nó hỏi chúng ta về chương 4. Câu 2 và câu 3 nó hỏi chúng ta kiến thức chương 8. Đấy, câu 4 hỏi chúng ta về kiến thức chương 2 là tài chính công. Đấy, nó sẽ hỏi cả xương thôi, tí các bạn sẽ thấy. Thâm hụt ngân sách có thể tài trợ bằng gì? Tí giờ ấy, bây giờ nó hỏi chúng ta về cái biện pháp để giảm hụt ngân sách, đúng không? Giảm thâm hụt ngân sách. Thì ý A này, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Thì đây là chính phủ mà, một ngân sách nhà nước là của nhà nước tức là của chính phủ ấy. Thì giờ ý A người ta bảo là gì? Phát hành trái phiếu doanh nghiệp không liên quan đúng không?
phát hành trái phiếu doanh nghiệp là để doanh nghiệp vay chứ có phải nhà nước vay đâu, có phải chính phủ vay đâu, đúng không? Cho nên không thể ý A rồi. Mà không thể ý A thì cũng không thể ý B. Ý B người ta bảo tất cả mà nêu ra đều đúng, mà người ta biết ý A sai rồi thì không thể nào cả đúng được. Đấy. Ý C là gì? Vay nợ nước ngoài, hay ý D đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Thì bạn thấy là gì? Bây giờ đang hết tiền lấy đâu tiền ra đầu tư, đúng không? Hết tiền đâu tiền ra đầu tư thì có thể là vay nợ nước ngoài thôi. Tức là chính phủ đi vay nợ nước ngoài ấy, thì nó sẽ giảm thâm hụt đúng không? Bởi vì bây giờ là có thêm tiền rồi mà đúng không? Cái thâm hụt này tính bằng cách là gì? Lấy thu từ chi. Bây giờ chỉ cần tăng thu hoặc giảm chi thôi là được. Đấy, còn đây là đầu tư nước ngoài không liên quan đúng không? Bây giờ vay nợ lên để tăng cái thu lên. Được chưa? Thì khi đó sẽ giảm thâm hụt. Đấy đó, đây là câu 4. Tiếp theo chúng ta đến câu 5. Câu 5 là gì? Tổ chức giám sát điều hành hệ thống tài chính Việt Nam không bao gồm cái gì? Là người ta hỏi chúng ta ấy, các tổ chức giám sát và điều hành hệ thống tài chính đúng không? Trong cái chương mà hệ thống tài chính chúng ta nói với nhau rồi thì nó sẽ không bao gồm gì đúng không? A. Ngân hàng phát triển, B. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, C. Ngân hàng Trung ương và D là Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Thì câu 5 này các bạn nhớ giúp mình, đấy là gì? Nó sẽ không bao gồm ngân hàng phát triển. Các bạn hiểu đơn giản là gì? Ngân hàng phát triển thì không thể nào là tổ chức giám sát và điều hành cả hệ thống tài chính được, đúng chưa? Bởi vì đây thì nó chỉ là một cái ngân hàng thôi. Một ngân hàng thì làm sao mà đấy, điều hành cả hệ thống tài chính được, đúng không? Phải là những cái tổ chức lớn như là bảo hiểm tiền gửi này, hay ngân hàng trung ương này, hay ủy ban giám sát tài chính quốc gia này. Đấy, những cái tên nó rất là ngầu đúng không? Đấy, của hệ thống tài chính Việt Nam luôn đấy. Thì khi đó nó mới là giám sát điều hành cả hệ thống tài chính. Còn đây ngân hàng phát triển nó chỉ là một ngân hàng thôi đúng không? Một ngân hàng thôi thì làm sao mà tổ chức điều hành cả hệ thống tài chính được? Các bạn nhớ như thế nhá. Đấy, vậy tóm lại tổ chức giám sát và điều hành hệ thống tài chính thì có ba cái: bảo hiểm tiền gửi này, ngân hàng trung ương này và ủy ban giám sát tài chính quốc gia, chứ không bao gồm ngân hàng phát triển. Ok, tiếp theo chúng ta đến câu 6. Căn cứ theo đặc điểm của công cụ tài chính, ở căn cứ theo đặc điểm nhá, thì thị trường tài chính bao gồm cái gì? Thì bạn còn nhớ không? Khi mà căn cứ vào đặc điểm công cụ tài chính ấy, thì thị trường tài chính sẽ bao gồm là gì? Thị trường nợ và thị trường vốn đúng không? Đặc điểm của nó ấy, mình đã nói rồi. Căn cứ theo đặc điểm, cái này cũng ở chương mà thị trường tài chính đúng không? Chương 4 ấy, mình đã giải thích cho mọi người rồi. Nếu căn cứ theo đặc điểm của công cụ tài chính thì thị trường tài chính sẽ bao gồm là gì? Thị trường nợ và thị trường vốn đúng không? Vốn cổ phần, tức là gì? Đây là nợ này, đây là vốn góp này, đúng không? Đấy, nó sẽ chia làm hai thị trường như thế. Ok nhá. Đấy, còn ấy, thị trường tiền tệ và thị trường vốn thì nó lại theo cách phân chia khác đúng không? Đấy, không phải theo đặc điểm. Mọi người nhớ giúp mình, trong chương 4 mọi người nhớ giúp mình là các cái cách phân chia thị trường đúng không? Có thể căn cứ vào đặc điểm này, căn cứ vào thời gian này các thứ đúng không? Đấy, thì khi đó cậu sẽ xem giúp mình. Ok nhá. Đấy, căn cứ vào thời gian nó sẽ là gì? Thị trường tiền tệ và thị trường vốn đấy. Thời gian thì tiền tệ là ngắn hạn và vốn là dài hạn, đúng chưa? Đó, và ngoài ra còn một số cách phân loại khác của cũng đọc trong đấy. Đấy, vì mình đã nói đấy là người ta khá là hay hỏi chúng ta ấy về cách phân loại như thế, đúng chưa? Đấy, xong câu 6. Tiếp theo chúng ta chuyển đến câu 7. Đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB là gì? A. Các dự án kinh doanh thương mại, B. Các hộ nghèo và cận nghèo, C. Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, hay D. Tất cả các được nêu. Thì câu 7 này chúng ta phải chọn đề C, nhớ nhá. Còn nhớ cho mình đây là gì? Đối tượng cho vay chủ yếu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tức là gì? Ngân hàng này ngay cái tên nó đúng không, nó đã biểu thị một cái phần nào đấy rồi, tức là gì? Đây là ngân hàng phát triển đúng không? Thì mục tiêu là gì? Mục tiêu là phát triển quốc gia, thì sẽ cho vay với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển đúng không? Tên nó này phục vụ gì? Phục vụ phát triển, đúng chưa? Đây ngân hàng phát triển thì nó cho vay nó có phải phục vụ cái việc phát triển chứ, đúng chưa? Rất đơn giản đấy thôi, các bạn thấy đọc rất là dễ đúng không? Phát triển thì cũng là phát triển, thế là xong. Xong câu 7. Tiếp theo ta đến câu 8. Các khoản chi xây dựng bệnh viện, trường học được xếp vào nhóm chi nào? Đấy cũng là chương 2 đúng không? Người ta hỏi các nhóm chi của chính phủ thì chúng ta nhớ các khoản chi xây dựng bệnh viện này, trường học này sẽ được xếp vào nhóm chi đầu tư phát triển, đúng không? Như mình đã nói rồi đấy. Vì là gì? Xây bệnh viện và xây trường học thì để phát triển đúng không? Để phát triển quốc gia, bệnh viện tốt này, trường học tốt đúng không? Để đào tạo tốt thì có phải là để phát triển không? Ok nhá. Đó. Tiếp theo này, chúng ta chuyển đến câu 9. Nguồn tài chính là gì? Cái này chương 1 đúng không? Chương 1 chúng ta nói về mấy cái cơ bản về tài chính này, cơ bản về tiền tệ này, đúng không? Thì bây giờ người ta hỏi người ta về lý thuyết chương 1 á, nguồn tài chính là cái gì? Thì đây các bạn sẽ phải chọn giúp mình đề ý B đúng không? Khả năng tài chính mà các chủ thể có thể khai thác và sử dụng, mình đã nói rồi. Đấy, nguồn tài chính mình đã nói cho mọi người chương 1 rất là rõ nhá. Đấy là khả năng tài chính mà các chủ thể có thể khai thác và sử dụng nó, đúng không? Chứ không phải tài sản vô hình, không phải tiền tệ, không phải tài sản hữu hình đúng không? Đấy, thường ta không biết, ta khoanh câu dài. Đấy, ok, vậy tóm lại câu 9 ta khoanh được ý B đúng không? Đó, ok nhá, xong câu 9. Tiếp theo chúng ta chuyển đến câu 10. Khi lạm phát chi phí đẩy xảy ra thì dẫn đến cái điều gì? Rồi, thì cái này chúng ta học ở chương lạm phát đúng không? Lạm phát chúng ta học ở cái chương số 7 đó, cung cầu tiền với cả lạm phát. Thì bây giờ chúng ta xem này, khi lạm phát do chi phí đẩy xảy ra thì dẫn đến cái gì đúng không? Thì mình cũng đang nói rồi, đấy là hậu quả của lạm phát. Thì hôm đó mình cũng đã nói đúng không? Lạm phát do chi phí đẩy xảy ra ấy, nó sẽ gây ra gì? Giá cả tăng và sản lượng của nền kinh tế giảm.
Cái này rất là dễ thôi, nó vẽ ra thôi. Lạm phát là chi phí đẩy mình đã nói rồi đúng không? Đấy là vì những cái chi phí sản xuất tăng, chi phí sản xuất tăng đúng không? Chi phí sản xuất tăng thì chắc chắn là làm AS làm sao? AS giảm rồi đúng không? Đấy, đây cho chi phí đẩy tức là gì? Bản chất là chi phí sản xuất tăng ấy mà mình đã nói cho các bạn ở trong cái vĩ mô rồi đúng không? Cũng rất là rõ. Để khi mà chi phí sản xuất tăng nó sẽ làm AS giảm. Thì khi các bạn vẽ ra thôi. Đấy, ta sẽ có ADAS nhảy đúng không? AS là tốc lên, AD là tốc xuống. Ban đầu nó có giá và lượng ở đây đúng không? Giá và lượng ở đây. Sau đó ấy, AS giảm thì đường S sẽ dịch sang bên trái và làm cho gì? Làm cho P tăng đúng không? Làm cho P tăng và Y giảm. Đấy các bạn vẽ ra các bạn thấy đúng không? Làm cho P tăng và Y giảm. Đây, thì có phải giá cả tăng, sản lượng giảm không? Vẽ ra thôi là xong. Cái này bản chất là nó giống một câu vĩ mô. Ok nhá, xong. Tiếp theo này, chúng ta đến câu 11. Câu 11, nhận định nào là đúng với ngân hàng trung gian? Thì cái ngân hàng này chúng ta đã học ở chương 5 rồi đúng không? Đấy, về các ngân hàng trung gian. Để đây chúng ta xem nhận định nào đúng. A là trung gian giữa ngân hàng trung ương với nền kinh tế trong việc truyền tải tác động chính sách tiền tệ. B là thủ quỹ cho kho bạc nhà nước. C làm đại lý tư vấn cho chính phủ. Thì đây rất là đơn giản thôi đúng không? Chúng ta biết chỉ có một ý A đúng thôi. Bởi vì các bạn còn nhớ không? Trong chương 8 ta nói với nhau, đấy là ngân hàng trung ương ấy thì mới là thủ quỹ cho kho bạc nhà nước và làm tư vấn cho chính phủ. Đây chính là ngân hàng trung ương chứ không phải ngân hàng trung gian, được chưa? Ngân hàng trung gian ấy là ngân hàng thương mại. Yeah, ngân hàng trung gian ngân hàng thương mại thì nó chỉ là trung gian giữa ngân hàng trung ương và nền kinh tế thôi trong việc là truyền dẫn tác động của chính sách tiền tệ chứ nó không phải là thủ quỹ kho bạc nhà nước, nó cũng không phải là đại lý tư vấn cho chính phủ, nhớ như thế nhá. Bởi vì hai cái này ý, là chức năng của ngân hàng trung ương chúng ta đã nói với nhau trong chương 8 rồi chứ không phải là chức năng của ngân hàng trung gian, nhớ giúp mình. Ngân hàng trung gian là ngân hàng thương mại ấy. Đấy, còn ngân hàng trung ương thì nó mới là có hai chức năng này, xong nhá. Tiếp theo câu 12, các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền giao dịch là gì? Ok, cung cầu tiền đây đúng không? Thì chúng ta nói với nhau ở chương 7 rồi. Các yếu tố mà ảnh hưởng đến cầu tiền giao dịch thì các bạn nhớ giúp mình, đấy là lãi suất, thu nhập và chi phí giao dịch. Nhớ nhá, chúng ta chọn ý B. Lãi suất, thu nhập và chi phí giao dịch. Ở đây A, B, C nó đều nói là lãi suất và thu nhập. Chúng ta biết chắc chắn là lãi suất thu nhập đã đúng rồi đúng không? Nhưng tuy nhiên ấy, ở cái cuối, đây là kết cấu dân cư hay là tình trạng kinh tế thì không đúng không? Phải là chi phí giao dịch. Khi mà chi phí giao dịch cao hơn đúng không? Thì chúng ta sẽ phải cần nhiều tiền hơn mới giao dịch được, đúng chưa? Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cầu tiền giao dịch. Còn hai cái này kết cấu dân cư với cả tình trạng kinh tế thì không phải nhá. Ok, đấy đấy là câu 12. Tiếp theo là chúng ta chuyển đến câu 13. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu là gì? Ok, đây là nó hỏi chúng ta về chương 3 đúng không? Tài chính doanh nghiệp ấy. Chúng ta biết rồi, ở chương 2 chúng ta tìm hiểu về tài chính công, chương 3 chúng ta tìm hiểu về tài chính doanh nghiệp. Đấy, bây giờ người ta hỏi chúng ta chi phí kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu là gì? Thì nó là một cái nội dung trong cái chương 3 đúng không? Cụ thể nhá, cái chi phí kinh doanh của doanh nghiệp ấy thì các bạn sẽ hiểu giúp mình. Đấy là ấy, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh thường xuyên, nhớ nhá. Đây là chi phí kinh doanh mà thì nó phải là gì? Các khoản chi phí đúng không? Chi phí thì chắc chắn là chi phí rồi, nhưng mà làm sao liên quan đến kinh doanh và đây phải là thường xuyên nhá. Chi phí kinh doanh ấy thì phải là những cái chi phí thường xuyên trong hoạt động kinh doanh của họ. Đấy, còn các câu khác thì sai. Câu A bảo gì? Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh thường xuyên và không thường xuyên thì nhớ nó chỉ là thường xuyên thôi chứ không phải là không thường xuyên. Thì B thì sao? Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh không thường xuyên thì sai đúng không? Phải là thường xuyên, nhớ nhá, phải là thường xuyên. Thế thôi, bạn nhớ giúp mình. Tiếp theo đến câu 14. Trình tự phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp thường được thực hiện theo thứ tự như thế nào? Tức là gì? Bây giờ có lợi nhuận nhá, thì doanh nghiệp sẽ phân phối như thế nào đúng không? Thì các bạn nhớ giúp mình. Trình tự phân phối là gì? Đầu tiên là bù lỗ năm trước, đúng không? Bù lỗ năm trước nếu có. Sau khi mà ấy, bù lỗ năm trước xong thì nộp thuế, đúng không? Sau đó mới trích lập các quỹ. Còn lại ấy, cái phần mà lợi nhuận sau thuế thì mới trích lập quỹ được đúng không? Còn ấy, đầu tiên là phải bù lỗ năm trước. Bởi vì ấy, bản chất là gì? Chúng ta biết ở các môn khác ấy, chúng ta có thể học đấy là khi mà nộp thuế đúng không? Khi mà nộp thuế ấy, thì cái giá tính thuế nó sẽ là gì? Trừ đi những cái phần lỗ năm trước, tức là phải bù lỗ năm trước đi rồi, xong bây giờ mình tính thuế ấy, bởi vì bản chất năm trước đang bị lỗ mà, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải tính nhá, cái thu nhập tính thuế ấy, thì nó sẽ là doanh thu bây giờ đúng không? Trừ lỗ kết chuyển năm trước. Thế thôi, đấy doanh thu trừ chi phí rồi trừ lỗ thứ đúng không? Sau này chúng ta đi học cho môn thuế. Tóm lại các bạn nhớ giúp mình, trình tự phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp ấy thì nó sẽ bù lỗ năm trước, đúng không? Đầu tiên có lợi nhuận thì nó phải bù lỗ năm trước. Xong sau đó ấy, cái phần còn lại sẽ dùng để nộp thuế bao nhiêu phần trăm đấy và còn lại nữa thì sẽ trích lập các quỹ. Ok chưa? Ok, vậy là xong câu 14 rồi đúng không? À quên, chúng mình chưa chọn đáp án, chúng ta chọn ý A nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến câu 15. Yếu tố nào sau đây thuộc thành phần của cầu quỹ cho vay? Ok, lại là cầu quỹ cho vay thì lại là cái kiến thức chương thứ 7 chúng ta đúng không? Đấy, cung cầu tiền đúng không? Với cả lãi suất đây chúng ta đã nói trong đấy rất rõ rồi. Thì thuộc thành phần cầu quỹ cho vay thì các bạn nhớ cho mình, yếu tố thuộc thành phần của cầu quỹ cho vay đấy là nhu cầu vay vốn các cá nhân. Mình đã nói rồi nhá, cầu mà đúng không? Thuộc cầu mà, cầu đấy sẽ là nhu cầu vay thôi. Mình đã nói cho các mọi người trong lý thuyết rồi rất là rõ.
Đấy, còn lợi nhuận của doanh nghiệp chờ phân phối này hay tiền gửi kho bạc nhà nước, đây là cung quỹ cho vay đúng không? Đấy, cái này không phải kiến thức chương 7 đâu, mấy cầu quỹ cho vay này chúng ta học ở chương số 5 ấy đúng không? Cung cầu quỹ cho vay thì nó sẽ là gì? Lợi nhuận của doanh nghiệp chờ phân phối này hay tiền gửi kho bạc nhà nước này hay là quỹ khấu hao này, đúng không? Thì mấy cái thừa này nó sẽ là cung quỹ cho vay, đúng chưa? Còn cầu quỹ cho vay ấy, thì nó sẽ là nhu cầu vay vốn của cá nhân, người ta sẽ nói rõ này, cầu mà, cầu thì là nhu cầu thôi chứ không phải nhu cầu vay vốn của cá nhân đâu. Rất là dễ, xong câu 15. Ok nhá. Tiếp theo chúng ta chuyển đến câu 16. Tiêu chuẩn nào không được dùng để lựa chọn mục tiêu trung gian cho chính sách tiền tệ? Đấy, ý A có thể đo lường được, ý B có liên hệ chặt chẽ với mục tiêu hoạt động, ý C ngân hàng trung ương có khả năng kiểm soát được, hay ý D để có liên hệ chặt chẽ với mục tiêu cuối cùng. Thì cái này nhá, mình đã nói với mọi người rồi đúng không? Ở đây chúng ta đã cùng chưa với nhau về cái câu này ở trong chương số 8 rồi đấy, mình cũng đã để cho mọi người ở trong cuối chương số 8. Cụ thể là gì nhỉ? Tiêu chuẩn nào không được dùng để lựa chọn mục tiêu trung gian cho chính sách tiền tệ? Thì đây là gì? Các bạn phải nhớ cái sơ đồ của mình đúng không? Nó sẽ đây là mục tiêu trung gian này và đây là mục tiêu cuối cùng này, được chưa? Thì mục tiêu trung gian các bạn thấy là gì nhỉ? Nó sẽ có thể đo được là cái chắc chắn rồi. Đấy, ngân hàng trung ương có thể kiểm soát được là cái thứ hai là chắc chắn rồi. Còn lại ý, có liên hệ chặt chẽ mục tiêu hoạt động hay là có liên hệ chặt chẽ mục tiêu cuối cùng, thì các bạn nhớ giúp mình cái mục tiêu trung gian ấy thì nó sẽ có liên hệ chặt chẽ mục tiêu cuối cùng đúng không? Bởi vì chỉ có nó mới đến được mục tiêu cuối cùng thôi chứ các cái khác không nào đến được. Đấy, thì nó sẽ có liên hệ chặt chẽ mục tiêu cuối cùng. Vậy chúng ta hãy biết là gì? Nếu mà chúng ta biết ba cái này là đúng rồi thì chắc chắn cái B này sẽ là cái còn lại thôi đúng không? Đây, tiêu chuẩn nào không được dùng đúng không? Ba cái kia là tiêu chuẩn rồi, tiêu chuẩn kia được dùng rồi, thì cái không được dùng chính là cái ý B này đúng không? Có lại chặt chẽ mục tiêu hoạt động, thì bạn nhớ giúp mình ở đây là cho hai cái có liên hệ để nó gây lối chúng ta thôi. Còn cái bản chất là chúng ta sẽ biết đúng không? Đấy là chúng ta chỉ cần nhớ thôi, cái sơ đồ của mình vẽ đấy là gì? Nó sẽ liên kết chặt chẽ với mục tiêu cuối cùng. Vậy cho nên ấy là ý D là đúng thì ý B sẽ là sai thôi. Ok, vậy là xong câu 16. Chứ nào không được dùng để lựa chọn mục tiêu. Xong. Tiếp theo là chúng ta đến câu 17. Đấy, dần đến những câu cuối cùng đúng không? Ra nó cũng rất là dễ. Toàn là hỏi về kiến thức của chúng ta đã học thôi. Câu 17. Theo các nhà kinh tế học, một vật được chấp nhận làm gì trong trao đổi và là phương tiện thanh toán các khoản nợ thì được coi là tiền tệ. Mình đã nói cho mọi người cái này ở chương 1 rồi nhá. Tiền tệ, đấy câu này nó cũng rất hay hỏi, nó sẽ đục lỗ ra cho chúng ta đúng không? Xong nó bắt chúng ta điền vào. Đấy, thì bây giờ được chấp nhận làm cái gì đúng không? Thì chắc chắn là gì? Được chấp nhận làm trung gian. Đấy, câu này mình đã nói cho mọi người rất nhiều rồi. Một vật được chấp nhận làm trung gian trong trao đổi và phương tiện thanh toán thì sẽ được coi là tiền tệ, đúng không? Chứ không phải là một vật được chấp nhận là hàng hóa hay chấp nhận là tiền giấy, đúng không? Thì rõ ràng nghe ngang ngang rồi. Chắc chắn chúng ta phải là trung gian. Ok nhá. Đó. Tiếp theo đến câu 18. Câu 18 là sao? Rất là dễ thôi. Tỷ suất lợi tức có thể gì? Mình đã chỉ mọi người rồi đúng không? Ở trong cái chương 6 ấy, chúng ta học về lãi suất, mình cũng đã nói cho mọi người tỷ suất lợi tức trong đó rồi. Tỷ suất lợi tức của chúng ta ấy có thể là lớn hơn không, nhỏ hơn không hoặc bằng không, đúng chưa? Vậy tóm lại cả các câu nêu ra đều đúng. Đấy, tỷ suất lợi tức của chúng ta có thể là lớn hơn không, nhỏ hơn không, bằng không mà mình đã nói rồi đúng không? Tùy cái từ chúng ta, đấy cái từ đúng không? Tùy cái giá lúc sau bán lớn hơn giá lúc trước hay gì đấy đúng không? Mình đã nói cho mọi người rất rõ ở trong cái chương lãi suất rồi nhá. Đây mình không nhắc lại nữa. Tóm lại câu 18 tờ chọn ý D. Tỷ suất lợi tức có thể dương âm hay bằng không, đúng không? Tiếp theo là câu 19. Nhược điểm của công cụ chính sách tái cấp vốn là gì? Ok, nhược điểm đúng không? Nhược điểm của công cụ chính sách tái cấp vốn thì đây là một cái kiến thức trong chương 8 chúng ta, nó hỏi về các công cụ trong chính sách tiền tệ, thì mình đã chưa cho mọi người câu này rồi đấy, ở chương 8 mình cũng để vào đấy rồi đúng không? Đấy là gì? Nhược điểm công cụ chính sách tái cấp vốn đó là có thể gây bối rối cho thị trường, đúng chưa? Nói ra mấy câu này rất là dễ thôi đúng không? Chúng ta cần đang đọc một cái lý thuyết rồi thì bây giờ rất là dễ đấy, mình đã chỉ mọi người rất rõ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta khoanh rất là dễ thôi đấy, thì không phải tính quyền lực, không phải tính chủ động rồi đúng không? Tóm lại là có thể gây bối rối thị trường, đấy là nhược điểm công cụ tái cấp vốn. Tiếp theo chúng ta chuyển đến câu 20. Câu 20, theo quy định tại luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện hành, dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải làm gì? Ok, đấy, thì đây người ta lại hỏi chúng ta đúng không? Đây là một kiến thức trong chương 8, quy định của luật Việt Nam đúng không? Dự trữ bắt buộc ấy sẽ để ở đâu? Mình đã nói cho mọi người rồi. Dự trữ bắt buộc ấy sẽ gửi tại Ngân hàng Nhà nước, mình đã nói nhá. Đấy, vì mình đã nói đúng không? Ngân hàng Nhà nước là gì? Cái chức năng của nó ấy là ngân hàng của các ngân hàng, tức là các ngân hàng sẽ mở tài khoản tại nó và gửi tại tiền tại đấy đúng không? Và gửi các khoản tiền như là dự trữ bắt buộc này. Đấy rồi dự trữ dư thừa các thứ đúng không? Đấy thì tóm lại là dự trữ bắt buộc ấy thì phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước. Ok nhá. Đấy vậy ra xong câu 20 rồi, rất là dễ vậy thôi. Tiếp theo này, chúng ta đến những câu cuối cùng, chúng ta còn 4 câu. Câu 21.